Việt Nam là bán điện mà. Hay quá trời, không bán điện lắm. Đó. Việt Nam là đừng có nổi đâu, nói chung là mình nhất. Cái này là mình nước ngoài đi vô đó. Ngoài làm á. Dạ, nước ngoài đi vô đó, nó thiết kế cho Việt Nam mình đó. Đất đầu tư điện á. Chúng ta thấy cái đạm điện nó lớn. Chỗ nào à, mình cũng không thuê đâu. Chỗ nào á? Cái cà ná nè. Đâu mà
Đi cà né hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năm mấy năm của Trung Lâm. Mới lấy chồng anh vậy đó. Rồi rồi. Của anh á, chồng anh cũng có là Trung Lâm ấy. Mới làm là mới làm cái này.